Đấy, mọi người bây giờ mình đi tới chỗ chợ Eden nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vô trong đây để mình gửi tiền. Cái khu này họ buôn bán đồ đã chuẩn cái kiểu Việt Nam luôn các bạn. Rồi bây giờ thì đi vào cái chợ này, chợ tàu các bạn. Tại chợ này á có bán nhiều seafood, để xem thử ngày hôm nay nó có bán cái gì ngon ngon không. Đi chợ, chợ mua đồ về ăn. À, để mà coi chợ cho. Trong chợ này nó có bán cái mấy cái bánh á. Đây nè, bánh nè, bánh hình trái đào tiên. Hình thù dễ thương. Đi vô, nè đi nè, vô, ta bịt nè. Đi vô. Đi vô. Đi vô đâu? Không ăn rồi, không ăn thì trả. Rồi ok, trả. Rồi đi. Đây các bạn, này mình mua một bịch nghêu nè, nghêu về hấp thái nè. Còn hai con này về nướng mỡ hành nè. Sao con? Hả? Đi yến xe hả? Kéo xe hả? Rồi kéo xe rồi. Đó, ông xã mình nói sẽ mua thêm một ít anh tính mua tôm hùm không? Bên kia kìa, bên kia sao? Con bự hả? 15 đồng. Con bự đâu cũng ngon con này. Con này hả? Bữa này xe thế này cũng ngon. Bự anh đó. Anh xã mình tính mua thêm hai con hả anh hả? Mua hai con về. Anh tính làm món gì? Luộc. Chứ không phải xào bơ tỏi hả? Anh ăn xào đi. Em thấy mấy người kia họ xào bơ tỏi anh. Xào đi. Bơ tỏi ngon. Còn cá kia là cá gì anh? Hả? Cá rô phi hả? Ui trà bá luôn các bạn, cá rô mà bành sa bung bự hơn cá dơi đùi vuông luôn á. Cá rô đó là nó mở luôn. Chợ này bán tôm cá nhiều lắm luôn, hải sản. Ô cái anh cái tôm đó, tôm đó là tôm đỏ kìa anh, 33 tôm đâu rồi các bạn, tôm này tôm đỏ 39 đồng, 39 40 đồng một phao. Wow anh cái tôm đỏ đó là anh, tôm đó là mấy đứa trên YouTube nó ăn á, loại đó là 40 đồng phao anh, quá trời luôn, quá trời mắc luôn đó. Ông xã mình mua hai con về cho mình quay video. Dàn ốc của họ nè, ốc nè, sò này, con này giống bữa mình đi mò đó các bạn. Bự ốc này, ốc gì anh? Ốc nhảy hả? Sống muốn ngon này chích nhắc chích nhắc hả? Ốc này hôm bữa mình đi mò nè các bạn, này hôm bữa mình mò nè, cái loại này với cái loại đó đó, ốc hương này, ốc hương nha. Rồi à đó, này ốc quá trời luôn. Đây là cá. Bên đây cá nhiều loại anh nhỉ. Cái tiệm này bán nhiều loại cá kìa ha. Nắng quá các bạn ơi. Giờ này nắng nó chói ngay cái mặt luôn, cái đường luôn. Anh bây giờ đi về. Nó to, thủy là nó hành nhỏ. Nó bự sẵn rồi nên nó hành nhỏ. Mua nhiều bánh mì á bạn, bán chỉ 3 đồng. Cái này là bánh mì của tiệm nó làm. Đậu tùm luôn, mỗi ngày. Mỗi ngày nó làm một con món trắng thèm. Xong nó bán hết không hết rồi thì nó bỏ. Ngon không em gì? Dạ là mấy mì ngọt, ở trên nó có cái bông nó gì. Ăn ngon và mặn mặn. Ủa, em nhớ là em đóng này rồi mà. Sao mở cái này? Em
em mở nữa. Bên kia nó nhập. Bên đây thì em mở. Mình ra cái tiệm này nè. Từ trước nó chị Long có cho ăn bánh này nè. Em ăn thấy ngon. Mua mấy loại rồi. Thấy bánh này không? Yên đi. Là nghêu. Nghêu này nghêu gì nè anh? Đợt đó ở bên Việt Nam thằng gì nó mua cho mình ăn á anh, cái loại này nè. Nè nó có nè, cái loại nghêu này nó có hoa văn. Đây là cái này phần này nãy là 10 đồng, là 5 đồng mấy một phao. Thì phải không? 10 đồng mà. 6 đồng mấy hả? Con clem nó 6 đồng mấy, cái 5 đồng mấy là cái con clem bự, cái con mà em không thích á. Rồi cái này mình sẽ làm nuôi hấp thái. À, yêu hấp thái nha quý vị. Đó. Vợ tôi nói gì nó cũng. Hôm nay đầu bếp Giang Kinh Xuân đang làm lotter nướng. Sao anh không lấy cái dao, cái anh nhận nó ra luôn. Nhận tách nó làm đôi luôn. Để gì luôn thôi à? Tách đôi hả? Ừ. Em không nói anh đâu biết. Anh cắt vậy xong cái anh tách ra làm đôi, anh nhận tách ra làm đôi luôn, để trên bật ngửa luôn, cái mình nướng nó dễ hơn không? Thấy không? Ủa vậy, wow, vậy. Sống còn mà. Thịt nhiều không? Chắc không? Nhiều. Thịt không? Ồ, anh cắt cái này nó bị bể thịt không? Không. Cắt kéo không vừa bể thịt đó, cắt dao có bể thịt. Đó, đúng rồi, anh lật ngửa nó ra. Đó, xinh đẹp. Đó, xinh đẹp quá các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn anh gạch nè. Đã xanh vơn luôn. Đó, rồi. Bắt đầu con kia cũng sẽ làm y như vậy. Đó. Đây nè. Đó, cái là bằng chải xe đó anh, chà cái bụng đó. Nướng nè. Con vỏ nó đâu mà chà, không chà không. Nướng chứ đâu có xào đâu. Đầu bếp chuyên đồ hải sản. À, bữa nay anh mua hai con hồi này hình như hai mấy đồng phải không anh? Nãy chín đồng thôi, 8 đồng 99 là 9 đồng thôi. Em thấy hồi nãy nó trong bill nó để là 20 mấy đồng, 23, 24 gì đó. Wow, cứng vậy. Cứng. Anh phải cắt hai lần chứ anh cắt. Cắt về anh được. Cắt về mà biến. Vỏ nó dày lắm mà. Wow. Nó chảy nước các bạn. Wow. Vỏ nó cứng rồi không? Đó, bởi vì anh cắt một gian sao được. Rồi bắt đầu lật cái bụng lên. Cắt. Em thấy có đứa nó quay clip mà ở ngoài biển á anh. Nó đi lặn á, nó bắt cái con này nè. Nó chỉ lấy cái phần đuôi thôi. Cái con kia à, con lớp tờ của mình á, cái con tôm hùm á, cái đó Florida. Phải không? Đặc biệt chỉ có Florida mới có con tôm hùm. Anh thấy nó chỉ lấy cái phần đuôi thôi, còn cái phần đầu nó dục xuống biển lại. Cái đó tôm hùm. Con này tôm càng nè. Con khác nhau, con này đó là nó không có nằm ở Florida. Con này nó có càng bự hả? Còn con kia không có càng hả? Con kia lấy con tôm Việt Nam mình á, tôm hùm á. Xong rồi. Cái em thấy nó bẻ, nó đo cái phần, nó đo phần đầu này nè. Cái nó thấy nhiều ấy. Nó thấy vừa đủ in, cái nó lặt, lặt cái nó quấy, nó dục. Không đủ là bỏ lại. Cái con tôm hùm á, cái gâu này của nó nè các bạn. Cái gâu này của nó là rất là bự, cái gâu này nè, bự lắm luôn. Cái xong cái, nó, em thấy nó bẻ cái đầu này nè anh. Cái đút vô, cái đít này nó rút cái phần của con tôm ra. Hay lắm, nó làm nhanh lắm mà nó dục xuống biển luôn. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Rồi cái này nè anh, cái gia vị này nè anh, trong đây nó có quế, ớt, tiêu gì đó, nó có mặn mặn nha, nó có muối nữa đó, cái anh cứ xịt đó. Đó. Trời ơi, bếp ghê. Cái bếp này ghê thiệt, gắt xong một hồi mà mặn khỏi ăn được rồi nghe. Sao tắt nó đua này vậy? Hai bếp nãy em kêu nghe, nó kêu bếp xong nó tắt luôn. Cái bếp này á là chỉ ông xã mình không biết xài thôi. Mình
mình không biết mở. Cái nó hơi phiền cho nên lười không có xài này. Đó, bây giờ bỏ vô nướng nha quý vị. Bật đèn lên. Đó. Đó, đã vô. Nướng, lát cái kiếm bơ với chi dưới là. Bỏ vô là ha, xả mình để ở dưới. Để mình lót ở dưới. Xong mình bỏ nghêu lên, xong rồi mình nêm đường, một ít bột ngọt, một xíu muối. Ủa, hình như hồi nãy mình không có nêm muối. Mình chỉ nêm đường, xong một ít bột ngọt với ớt và lá chanh thôi các bạn. Bây giờ cái này mình làm một cái tô nước me nè, mình đổ vô đây. Đó, một phần me đổ vô đây. Đó. Chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Rồi, bắt đầu mình đậy nắp lại và mình hấp đó nha. Đây, gà ác hầm xả của mình đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Đó. Hấp dẫn không? Nước ngọt cực kỳ luôn nha quý vị. Đó. Bây giờ bỏ bơ vô, bỏ hành vô. À, hấp dẫn không? Sao đây anh? Đó. Anh kêu anh ơi. Rồi. Trời. Đi ra khui đi. Khui đem rồi anh set up đi. Cái điện thoại anh. Có điều kiện luôn. Em mua cho anh cái điện thoại. Chờ em chút. Các bạn, bữa nay anh đi làm về mà người ngọn còn nguyên nè. Đồ này đồ đi làm còn nguyên nè. Được chưa? À, 20. Ừ. Mới ra mà. Không, cái này cũ rồi. Cũ bao lâu rồi? Này à. Này ra cũng mấy năm rồi, giờ cái mẫu này nó cũng 2-3 năm rồi. Chắc 2 năm 3 năm. A20 còn cái loại mới ra Galaxy kia kìa. Nó A20 mới rồi mà. Rồi anh khởi động máy đi, nãy em khởi động máy. Anh chưa bỏ sim nữa đâu. Chưa, nhưng mà anh set up trước đi, set up trước đi nè. Hồi hồi nãy em set up là bây giờ nó kiếm cái mặt nè, như cái này cái nặng mặt vào vây nè, đúng không? Kiếm mặt anh chứ. Để sử dụng cái mặt của mình á. Thôi thôi, không có chơi nữa đó. Phải đọc ở trong đây là mới biết chứ nó mò đâu ra được em. Cái này không có cách nào mò đó. Để mai mốt anh ở nhà anh đọc anh mới làm được. Nãy em làm được tới đó rồi đó. Nãy em làm được cho anh tới đó rồi đó. Bây giờ nó kêu phim 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 giờ phim cái đó không phải cái mặt anh đặt password tại sao bỏ password vô, ý là đặt cái password để khi mà anh dùng cái password đó mới mở được cái máy này á, mình muốn đặt cái tên gì, số máy tên gì hay gì đó. Bây giờ uống bia rồi mà anh đặt rồi nó quên hết mở luôn á. Để em đặt cho. Thôi khỏi đi. Đẹp không? Thời đại này không có ai đi ăn cắp phone đâu em. Sao? Có chứ, anh nói gì anh? Nè quý vị em tặng nhẫn cái điện thoại. Để đi chụp hình quay phim gì đó. Để làm YouTuber. Anh mà YouTuber gì? Thì em nói là YouTube bu chứ anh đâu nó là YouTube bà đâu. Anh mà YouTube bu nè, xong anh à. Sao không về? Rồi đó. Thì em bỏ mật mã tự anh nhớ đi, anh cũng không nhớ đâu. Em đâu có bỏ mật mã. Em camera chụp hình xinh đẹp coi. Coi. Hello. Đâu rồi? Đây. Cái gì giống chết. Chấm dứt rung rinh rồi. Chụp lại cho anh. Không có chụp. Có đi. Chụp cái gì? Chụp mấy con cá anh gặp đẹp hơn, đại diện đẹp hơn. Em đang thử máy, đứng yên đây em thử máy, ngồi yên nha. Điện thoại anh mà. Đó. Điện thoại anh mà. Đó. Xinh đẹp. Ủa, nó mất rồi. Chụp mấy con cá anh đẹp nhất rồi. Nè, xinh đẹp chưa?
mấy cá quý vị, quý vị đó, ngồi chống nạnh đồ ghê. Gồng lắm, gồng lắm. Mấy chụp hình con anh á. Chụp hình con anh là được biết rồi. Gồng lắm. Trời ơi, gồng lên cho người ta thấy mình có chuột. Thôi. Chuột chung gì đó, chuột có chạy trốn quá rồi. Vợ đập đầu hoài, chuột chạy đó rồi. Ủa em làm gì đâu, vô giếng. Nè, coi. Phải không? Rồi. Để coi chụp ở chỗ nào. Máy Samsung em không có biết chụp. Đó. Trời ơi. Nè, xinh đẹp quý vị. Ờ, ghê thật. Màn hình cảm ứng. À, rồi đó. Sai đi anh. Lên cắt đi. Sai đi anh. Chưa. Cuối tuần mới tính. Cuối tuần mới lấy sim bỏ qua anh coi mới xài. Còn giờ đang không có thời gian. Cái này á, vài bữa nữa mình sẽ mua cho ảnh cái ốc lưng để ảnh bọc cái này lại. Để em thôi ổng đi làm á. Cái nhiều khi ổng làm rớt rồi á. Nó không bị chày cái vỏ. Ủa anh có CH Play không? Cái tài khoản của cái này nè. Có. Có hả? Có chút mình set up vô. Thôi, anh nói cuối tuần là cuối tuần em. Giờ này thứ nhất là mệt, thứ nhiều anh đang hưởng thụ bia của anh. Anh đang hưởng thụ seafood của em là ok. Ok. Anh không có đầu óc mà để anh dính vô này. Nè, đó, trả anh. Ờ, thank you very much. Bye bye. Hả, đố anh nhiều. 200 mấy nhiều. Phải không? Ừ. Hay ta. Nhìn biết không? Biết không? Biết. Hay quá. Nè. Hả? Nè. Hỏi chi? Đừng nó lấy thẻ mua tặng anh. cái này ơi quá đáng nha. Tốn hết 100 mấy nãy rồi. Tốn cái này là lạ đời luôn nha. Thì em kiểm tra thẻ anh lại coi, thẻ anh có bị trừ không? Ôi ơi. Sao rớt tùm lum vậy? Cái hộp người ta nằm đây nè ông thần. Ông thần. Anh không biết rồi. Đó, ông thần đó, bỏ vô. Cuối tháng mới biết rồi. À. Ông sợ mình lấy ra không mua đâu tặng ông. Em mà mua tặng cho anh em sẽ mua Samsung Galaxy mà mới nhất, mà cái loại mà MacBook á đó. Thôi để tiền đó anh mua cho tặng cho anh chiếc xe mới. Chứ em mà lấy thẻ của anh em phải chạc cái máy là dữ dằn chứ, em đâu có chạc mấy cái máy bình thường như thế này anh. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao không lẽ tôi không có tiền mua được trong cái máy này sao? Cái Apple này còn mắc hơn cái điện thoại đó nữa đó. Anh không nói là em không có tiền em mua, nhiều lúc em chơi chiêu với anh sao anh biết. Chơi chiêu gì mà chơi chiêu? À biết được. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn lobster với này gọi là lem à. Cái này gọi là mình gọi là nghêu hấp xả. Rồi hôm nay mời tất cả mọi người cùng ăn hai vợ chồng mình nha. Chụp cái thumbnail tích trời các nè. Chi. Rồi mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Ăn anh. Nè. Ăn trái cây nha. Anh ăn trái cây được quá ngoài. Đưa anh cái nĩa của anh. Cái này phải không? Con cái nữa nè. Cái này của mình. Được. Cái này của mình này các bạn. Đó, ngày hôm nay thì đi ngoài chợ tàu mua hải sản vậy anh. Mình làm nghêu hấp thái cái này cũng chưa có đủ bài, thiếu sa tế anh. Thiếu lùm lum á. Cái này thiếu lùm lum luôn á. Này để em xào, để em xào ngon hơn. Nhưng mà em thèm ăn nghêu hấp thái. Thiếu một miếng sa tế. Này đặc trưng không? Chúng mình ở Việt Nam mình làm món nghêu hấp sáp, nghêu hấp chả ớt này nè, ngon lắm. Gia lục nghề. Lúc nào phải luyện cái món lại mới được. Con này thịt nó không có ngọt lắm anh hả? Anh bỏ nó chua quá, nó hơi chua thì nó bán cái vị của người ta. Còn nếp lên là ngon nhất mà. Các bạn coi nè,
cái miếng tôm à. À, hấp dẫn nè. Trời ơi. Nó xảy nè. Đó. Trong một bên vợ một bên, lát ra. Lát rồi cái gì? Ừ. Ừ nó mặn gì hả? Mặn mà. Nó nói rồi em ăn rồi bỏ vô nữa. Rồi em ăn đến cái thịt rồi nó mặn hoài thôi à, đến hôm ăn nó như vậy đó. Cái nước đó các bạn. Nước nó chảy hả, nó mặn dễ sợ mặn. Bỏ nó ớt sốt rồi nè. Ớt chua chua à. Nó thịt miếng như này ăn nó mới vừa. Dở nó ra luôn. Em cầm nó dở nó luôn, dở nguyên con ra luôn. Không em cầm bằng tay. Thơm chi thơm bơ, cái này để mình ngắt cái đuôi nó ra. Ngắt vậy hả? Ừ. Cái đuôi này nghe nè, nó dính nè. Dính cái đuôi nè. Muốn dở xong dở, còn em làm dở cho nè. Đó, lấy cái miếng thịt lên nè, thấy không? Chấm vô cái sốt lại các bạn. Chấm vào cái sốt, nó mặn mặn là phải có cái sốt chua này vô, cay cay nó mới vừa. Vừa chưa? Bỏ mặn. Không thấy nó dấu. Nãy mà anh cứ bỏ thêm nữa là anh thua em luôn. Em không cứ bỏ thêm không? Em ăn cái dừa mà nó mặn gì? Em thấy nó mặn mà. Em miệng em bị lọt. Em ăn cái dừa. Dính gì? Được, tự cái muối này của nó mẩy nó làm, nó dừa miệng à. Trong đó nó có cái sợi gì vậy? Trong đâu? Trong cái bột. Ăn không con? Không gì ăn không? Không gì ăn tôm rồi con. Tôm không? Ba làm tôm nướng nè. Ngon lắm nè. Măm. Ăn ngon, bà thương ờ, cho ăn đi rồi bà cho. No. Bà cho cái càng đi, bà cho càng cầm đi. Bà ấy nói cái càng cầm. Anh gì mê cái càng tôm lót tờ lắm. Nó đậm con ha. Lót tờ. Lót tờ, đúng rồi. Nó đậm ha. Càng bén lắm, để khoan để ba cắt mấy cái nhọn nhọn này ra. Chờ ba chút nha. Kế ba đưa cho bà lấy kéo bà cắt mấy cái nhọn nhọn ra cái đó. Ba đưa cho. Ba đưa. Chờ chút ba đưa. Trong cái thịt của nó. Nó bị mặn sẵn các bạn. Giống như là nó ở dưới biển á. Nó có nước muối. À. Chua. Để bà lấy nó tờ cho. Lấy nó tờ. Mười con lấy này nó đổ lum. Lấy tờ. Đổ lum mà. Lấy tờ. Cho con này. Rồi đó. Cắn đi. Lấy tờ. Đổ. Nè. Nó muốn cầm nguyên con á. Cầm nguyên con đâu được, con trẻ ra rồi, dơ lắm. Nè ba trẻ rồi, giặc dơ kỳ lắm. Giặc kỳ lắm con. Chua quá. Cái gì chua? Ngon mò chua cái gì? Đó, giặc kỳ. Cái sò sót của anh. Đưa. Đưa hả? Nè. Rồi đó. Dơ thấy không? Dơ mà nấm nữa. Đó. Chết rồi. Ghê quá. Chết bậy bạ. Nhiều quá. Dơ mà nóng nữa, xí. Ha. Thấy chưa? Nói không nghe. Đó, lá tờ dơ. Chơi càng nó lắm. Thôi nè, con chơi càng nó thôi. Càng nó sạch. Nó cầm nó càng. Nó lá tờ nó trẻ rồi, dơ lắm, giặt kỳ lắm. Không. Nói không nghe. Nó tới giật kỳ con. Được. Nó cũng không chắc thịt lắm rồi anh ha. Được. Chắc thịt lắm rồi. Thì con cầm ý. Nè con cầm ý nè. Dễu người nó đầy hết đó. Đó hay chưa dơ ấy hả. Đó à. Kệ đi đi chút tắm à. Nó chết dưới rồi. Được. Này đâu có gì đâu, này dơ mà. Này ốc không à. Đây. Sao cái thịt nó mặn anh nhỉ?
mặn thôi được rồi mình em ăn á. Tay lắc tơ. Ờ, tay lắc tơ. Nè. Con mới nó về, còn anh mua nó cũ rồi, nó không có mặn. Nó nhả, cho nên mua được đâu có nhiều đâu. Con này ăn á. Mặn dễ sợ. Ý là nếu như mà nó mặn á thì lắc tơ. Mặn trong cái lắc tơ. Ờ, lấy đi. Lấy đi, mẹ cho đó, lấy đi. Mẹ cho. Nó lượt trước đó là nó kiểu mình ăn á, trong cái thịt mình vẽ ra ăn nó sẽ ngọt, nhưng mà bữa nay cái thịt này mình ăn nó mặn mà để xíu ăn con ăn được không, được không? Nè bóp, nè bóp em. Cô chú xem gì nè cô chú đó, mẹ nó bóc không có được đâu, có cái đợt nào á anh mua cái lớp tờ mà thịt nó chắc thì chắc mà em lột cho em làm cua anh. Trời ơi, chắc hơn cái này. Hả? Lớp tờ không có chắc gì, chắc mờ. Chứ nó mùa hè. Mình mua mùa hè, lúc nào nó cũng chắc rồi. Anh bấm cái này ra. Bấm cho nó bể. Đặn nè. Lớp tờ. Ừ. Này nè, đó, ba cắt bể hết rồi. Cắt bẫy rồi, bẫy hết rồi, không có chát lên cái ghế dư. Ba đưa cho nó cái khăn thôi ba. Trời ơi, nó kêu nó không chát lên ghế, nó chát lên người mình. Bó tay. Các bạn, à, cái thịt đó nè. Con chát lên cái khăn nè. Đó, thay lên cái khăn, nó chùi cái khăn, đúng rồi. Rồi, để cái khăn xuống. Để cái khăn xuống, nó gái. Cái khăn đó chỉ để chùi tay thôi. Ừ. Ý anh nó dơ là anh bóc lên cái khăn. Hả? Nè. Lắc tơ. Rồi đó, bỏ lắc tơ lên đi. Anh ốp nè anh. Ừ. Anh, thịt nữa. Đâu chắc như được rồi không? Được rồi, là mì thịt miếng này là ăn ngon lắm luôn á. Mùa này nó giờ nó chắc rồi. Mùa vô mùa lạnh rồi đó. Uống nè. Anh ăn đi. Anh không? Nè, ăn miếng đi. Ăn miếng đi cho. Cắt. Yeah. Cắt. Cắt. Nè, nguyên con nè. No. Cái phần thịt bụng á, nó ngon không? Nó ngọt không? No. Bể rồi. Lớp tờ. Ờ, lớp tờ bể hết rồi. Lớp tờ. Lớp trước á, hả? Lớp tờ. Ba hay gì mua? Lớp tờ cái ba gì à? Lớp tờ. Luộc. Cho nên á. Chơi đi chơi. Cho nên khi mà ăn á, là Henry sẽ cầm một con lớp tờ để chơi. Một bữa nay thì trẻ đôi ra ăn hết rồi. Lớp tờ. Có gì để chơi không? Mua thêm con cho nó. Lớp tờ. Ừ. Chơi càng đi. Lớp tờ trẻ đôi rồi con. Lớp tờ bị bể bụng rồi. Bể bụng. Ờ, nó bể bụng rồi. Bể bụng. Bể bụng chết queo rồi. Bể bụng chết queo. Dưa gà. Ừ. Bể bụng chết queo rồi nè, nó bỏ luôn rồi. Cái này à? Là dưa gà. Bỏ nó luôn. Qua wow, một lúc tờ bể bụng rồi. Có một đầu máy rồi. Bể bụng. Tôi đưa 20 cho 2 đồng đi. 40.000. Bể bụng. Ờ, nó bể bụng hết chết. Chết. Ừ. Bể bụng chết. Ừ. Lúc hôm qua mua về hay gì á?
ảnh ảnh tưởng rồi. Nó chết rồi. Cái bành nó. Ăn không nữa hả? Ảnh tưởng cái bành anh lấy ra anh chơi. Em tưởng là nó hư luôn rồi. Em tưởng nó giặt nó hư luôn. Nhưng mà ai ngờ nó về vẫn còn. Lớp tờ, lớp tờ nó chết rồi. Không có chơi, ngày mai ba mua con khác cho nha. Ngày mai ba mua cho, mai ba mua con ba luộc cho con chơi. Để ba ba ăn càng rồi ba. Không cần nữa. Ba cái không phải không ngon. Càng không ngon. Càng bên này nó ớt cũng không ngon. Lớp tờ chết rồi, ngày mai ba mua cho. Ảnh mê lớp tờ lắm quý vị. Nó tờ mà có cái ảnh cầm nguyên một con luôn anh múa. Ngày mai. Bữa cô ta mì á. Cô là mì cho con lớp tờ. Xong cái ảnh cầm con lớp tờ nó múa rồi. Hoài luôn. Cái gì nó để cho anh chơi chứ không không ăn. Không ăn để dành cho anh gì chơi luôn. Hôm nay bị bẻ ba đôi ra ảnh chơi không được thì ảnh cứ đòi. Ngày mai ba mua cho. Mai ba đi làm về ba ghé mua cho. Mai ba mua. Mai ba bé mua cho. Thôi, ăn cái kia mà no anh. Chắc do cái bơ nhỉ. Thôi nè. Đồ biển nó no hơi. No quá. Đi kẹp. Rồi thôi. No quá quý vị. No quá. Nghỉ à? Dạ, không ăn lắm. No quá. Tính lấy muối tiêu chanh nè. Để phòng hờ lỡ có lạc thì chấm, nhưng mà trong thịt của nó tờ mặn quá. Không cần chấm luôn. Nắng mình lúc lúc tờ luôn á. Nó ăn càng không? Ừ. Cái không ăn nó đâu anh ơi. Ăn đi. Ngán quá. Ngồi chút xíu ngán quá. Lúc tờ đâu giờ ăn mấy đâu. Hả? Lúc tờ ăn thịnh con là hai con là dữ lắm à. Ừ. Thấy thì hát hai mới ăn ngán một. Thật có nhiều lắm á. Thôi, xin phép kết thúc video từ đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Xin chào, bye bye, hẹn gặp lại, bye bye.